Xin kính chào toàn thể các thầy cô và các bạn. Hôm nay thì thầy Phương sẽ mang đến mọi người một món quà rất là tuyệt, đó là một phần mềm giúp các thầy cô và các bạn có thể biến những cái bức ảnh trở thành những bức ảnh tương tác. Nó đặc biệt hữu ích dành cho các thầy cô giáo khi chúng ta dạy học nhiều môn học, đặc biệt là các môn học ví dụ như là địa lý hay là các thầy cô, các anh chị đang làm ở trong ngành du lịch. Thì đây sẽ là một cái món quà rất là tuyệt vời dành cho các anh chị và các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu một cái phần mềm mang tên là Thinglink. Để sử dụng phần mềm này thì chúng ta sẽ vào internet và gõ là thinklink.com. Thinklink.com. Đây là giao diện của trang web. Thì chúng ta sẽ để đăng ký và sử dụng thì chúng ta có thể bấm vào Start Now để đăng ký. Chúng ta sẽ sử dụng nó với một cái tài khoản Google của mình. Bấm click vào Google này, hoặc là có thể sử dụng Facebook, Twitter hay là một tài khoản Microsoft thì chúng ta đều có thể đăng ký được. Ta sẽ dùng Google để đăng ký. Chúng ta bấm vào đây, bấm vào cho phép. Đây là thông tin của mình đây, đúng không? Chúng ta có thể chỉnh sửa thông tin này. Rồi mình bấm vào Continue. Ở trong này thì là nó sẽ chọn cho mình chọn là mình là cái đối tượng nào, đúng không? Chúng ta muốn sử dụng nó ở trong lớp học thì chúng ta bấm vào Classroom Learning này và bấm vào Select. Bấm vào đây. Chúng ta sẽ tiếp tục chọn đến cái vai trò của mình, ví dụ như là mình là giáo viên hay là học sinh. Click vào. Mình có thể đánh thêm tên trường của mình vào. Rồi, có thể đánh nơi trường để đưa nơi đọc ở trường, tuy nhiên không cần thiết thì thôi ạ. Cũng có thể chọn vào đây là mình thuộc cái trường nào, ví dụ trường tiểu học, trung học, cấp 3, cao đẳng đại học, vân vân. Chúng ta có thể chọn về môn mình dạy. Đây là toán, khoa học, tiếng nước ngoài, lịch sử, nghệ thuật, tiếng Anh, vân vân. Thì thầy cô sẽ chọn lên một bộ môn mà mình dạy. Sau đó bấm vào Get Started. Như vậy là chúng ta đã tạo xong tài khoản. Và bây giờ chúng ta chỉ bấm vào Start using Thinklink là OK. Thế thì cái phần mềm này nó sẽ cho phép chúng ta tạo những bức ảnh mà có thể kể cả là những bức ảnh theo kiểu là 3D như thế này, mọi người có thể nhìn như thế này. Đối với những cái điện thoại mà các thầy cô, các anh chị có chức năng là chụp ảnh 3D thì chúng ta có thể biến cái bức ảnh 3D như thế này trở thành một cái bức ảnh tương tác, người có thể quan sát và nhìn thế này. Và mình có thể thêm vào bên trong này những cái nút như thế này. Đấy, để giải thích, đưa ra các cái nội dung, nội quy, vân vân, tất cả mọi thứ. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn ở phần hướng dẫn này sau đây của thầy Phương. Thế thì để có thể làm được nên những bức ảnh tương tác như vậy thì chúng ta sẽ bấm vào chỗ là Create này và bấm vào Upload Image. Thì ở trong đây nó sẽ cho phép chúng ta là có thể đưa lên đây một cái video, một cái ảnh video này hay là một cái ảnh 360 độ giống như chúng ta vừa xem ấy, hoặc kể cả là một cái video 360 độ thì chúng ta đều có thể biến nó thành một cái bức ảnh hoặc video tương tác được. Ở đây thì thầy Phương sẽ dùng một cái ảnh bình thường. Chúng ta bấm vào Upload Image. Ví dụ như hôm nay là mình muốn làm một cái bài giới thiệu về các cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở phố cổ Hà Nội. Mình sẽ upload lên đây một cái bản đồ phố cổ Hà Nội này. Đó, đây là hình ảnh bản đồ phố cổ Hà Nội. Mình muốn là ví dụ như là khi mình sẽ đưa ra một gửi cho người xem một cái link đến cái ảnh này, và khi người ta dơ chuột vào cái ảnh này, ví dụ như người ta muốn tìm hiểu khám phá vào bất kỳ một địa điểm nào ở bên trong bản đồ thì người ta sẽ bấm vào nó thì nó sẽ hiển thị lên, có thể là hình ảnh, có thể là tiếng nói, âm thanh, có thể là video hay link đến một website để tìm hiểu về từng nội dung như thế này. Thì cách làm như sau, chúng ta sẽ bấm vào Add Tag này. Ở đây nó sẽ cho mình lựa chọn một số cái kiểu để mình chèn vào. Ví dụ như là chúng ta có thể chèn vào đây là cái text and media, tức là chữ viết, hoặc là media là hình ảnh này. Chúng ta bấm vào đây. Giả sử như là mình muốn có cho người xem muốn tìm hiểu về chợ Đồng Xuân nhé, thì ở đây trên này mình sẽ làm một cái nút để khi người ta bấm vào cái nút chợ Đồng Xuân thì nó hiển thị các hình ảnh, các thông tin về chợ Đồng Xuân. Thì mình có thể bấm vào Add Text and Media. Ở trong này thì ta thấy là ở đây chúng ta có thể thêm một cái title là tên tiêu đề cho cái nội dung đó, hình ảnh đó, ví dụ như là chợ Đồng Xuân. Mình có thể thêm ảnh vào đây. Add vào đây một cái ảnh, một vài cái ảnh.
add một cái này. Nếu chúng ta chèn lên một cái ảnh thì cái ảnh nó sẽ nằm bên này và nội dung mô tả của mình sẽ nằm bên này. Nếu như ta chèn hai cái ảnh trở lên thì nó sẽ đưa ảnh ra dưới dạng là carousel. À, thế tức là nó thành một cái album như này, để người học, người xem có thể bấm vào đó và có thể xem được luôn cả một bộ sưu tập ảnh. Chúng ta muốn thêm thì tiếp tục bấm thêm vào đây. Ok, ở ngoài ra thì chúng ta có thể thêm phần mô tả, phần URL dẫn đến một cái trang để giới thiệu về chợ Đồng Xuân hay một cái nội dung nào đó mà các thầy cô các anh chị sẽ đang làm đấy ạ. Ví dụ mình muốn giới thiệu về chợ Đồng Xuân, mình có cái trang Wikipedia này, đúng không? Đây, mình muốn cho nó một cái phần, chẳng hạn đây là cái nội dung và phần mô tả này. Đấy, đây là phần mô tả của chợ Đồng Xuân. Vậy thì ta đánh phần mô tả ở đây thì nó sẽ hiển thị cái nội dung mô tả ở đây. Được rồi, chúng ta có thể dẫn người học, người xem đến một cái website. Đấy, copy này, mình copy cái đường link ở đây, copy đường link ở đây. Rồi sau đó mình mở vào đây và mình dán vào đường dẫn ở đây. Đó, vậy thì nó sẽ chỗ này có một cái nút để cho người ta bấm vào đây để xem, đúng không? Mình có thể chỉnh sửa lại cái nút này là xem thêm. À, thì người ta khi người ta bấm vào đây, người ta sẽ xem được thêm thông tin. Đó. À, nếu như đây là cái nút như thế này, chỗ này nó có một cái nút đó là nó có chức năng là tự động đọc nội dung chữ viết ở bên trong này. Đấy, nếu mình muốn rằng là người xem người ta có thể đọc được thì người ta sẽ bấm vào đây và nó sẽ link họ đến một cái trang để tự đọc. Bấm vào đây để play này. Chợ Đồng Xuân nằm trong khu phố cổ, phía tây là phố Đồng Xuân, phía bắc là phố Hàng Khoai. Ok không ạ? Rồi quay lại. Như vậy là chúng ta đã thêm được một cái chú thích vào cho khu chợ Đồng Xuân ở trên một cái bản đồ. Khi nào ta làm xong, nếu mà các thầy cô và các anh chị muốn đưa thêm phần âm thanh thì chúng ta có thể bấm vào đây. Có thể bấm vào upload audio để tải lên đây một đoạn âm thanh giới thiệu về chợ Đồng Xuân hoặc một bản nhạc hay cái gì đó. Mình cũng có thể bấm vào cái nút ghi này để mình ghi âm trực tiếp cái phần lời mình giới thiệu vào ở bên trong này. Ví dụ như là mình bấm vào đây. Và sau đây xin mời các bạn cùng xem phần giới thiệu về chợ Đồng Xuân. Và xong thì ta bấm stop đây. Và được. Và sau đây xin mời các bạn cùng xem phần giới thiệu về chợ Đồng Xuân. Ok. Đấy, vậy thì chúng ta sẽ đọc nội dung mình muốn giới thiệu về nó. Sau đó bấm close này. Vậy thì chúng ta đã tạo ra được một cái tag này. Đấy. Chúng ta cũng có thể Sau đây xin mời các bạn cùng xem phần giới thiệu về chợ Đồng Xuân. Đấy, vậy thì người học hay người xem của mình, người ta bấm vào đó thì nó sẽ ra phần âm thanh này. Người ta có thể bấm vào đây để xem thêm về nội dung của về chợ Đồng Xuân, thì bấm vào đó nó sẽ link ra một cái website. Đó, ok. Rất là hay đúng không nào? Khi bấm vào đây thì chúng ta Sau đây xin mời các bạn cùng xem phần giới thiệu về chợ Đồng Xuân. Chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi lại cái biểu tượng icon này nhé. Chúng ta có thể thay đổi cái icon ở đây thành một cái biểu tượng nào đó cho nó phù hợp với nội dung mà mình đưa vào. Đó. Chọn màu. Đấy, bấm close. Vậy thì lúc này cái biểu tượng nó đã trở thành biểu tượng như này. Rồi chúng ta tiếp tục thêm một số nội dung khác vào đây nha. Chúng ta sẽ giới thiệu về đến ví dụ như là đền Ngọc Sơn chẳng hạn ạ. Mình bấm vào đây. Giờ mình sẽ dùng cái loại thứ hai đó là loại add check label này. Chúng ta bấm vào đây. Thì chúng ta có thể giới thiệu về như là đền Ngọc Sơn. Ta sẽ đánh cái nội dung giới thiệu cho cái khu đền Ngọc Sơn, mình đưa cái icon vào đây. Đấy, mình có thể thay đổi lại cái biểu tượng icon này thành một cái biểu tượng nào đó. Vậy thì đây chính là cái icon. Đó, khi nào xong bấm đăng. Như vậy thì bây giờ người xem người ta dê chuột đến đây thì nó sẽ ra cái đoạn thông tin chứ nó không phải là ra hình ảnh, nó sẽ ra đoạn thông tin. Ok. Giả sử chúng ta muốn giới thiệu tiếp này về Hồ Hoàn Kiếm chẳng hạn, chúng ta có thể bấm vào Add Content from Website thì chúng ta có thể giới thiệu, ta có thể lấy link đến một website chỉ chúng ta đưa vào đây thôi. Và chẳng hạn như là mình muốn cho người ta xem một cái đoạn video về Hồ Hoàn Kiếm. Đấy, mình bấm video. Thì đây là một đoạn video về Hồ Hoàn Kiếm đúng không? Mình muốn cho người xem bấm vào đó để ra xem cái link này thì bấm vào nút chia sẻ này để copy cái đường link cái vi của cái video đó và mình quay trở lại cái thinh link của mình dán nó vào đây. Đấy, vậy thì bây giờ chúng ta đã có thêm một cái nút là giới thiệu về Hồ Hoàn Kiếm, mình có thể thay đổi lại cái icon của nó cho nó phù hợp. Đấy, bấm đóng lại. Vậy thì đây ta sẽ để nó lại vào vị trí của Hồ Hoàn Kiếm. Như vậy là chúng ta đã có được các cái nút này
Và người xem khi bấm vào đây thì có thể xem được thông tin, ví dụ như là bấm vào đây thì ra. Và sau đây xin mời các bạn cùng xem phần giới thiệu về chợ Đồng Xuân. Đấy, tôi là bấm vào đây để xem thông tin, bấm vào đây thì để đọc nội dung. Đấy, đây là dơ chuột vào thì sẽ ra được cái phần thông tin bằng chữ. Bấm vào đây thì sẽ ra video, để bấm vào đây để xem. Rồi, đấy. Chúng ta có thể sau khi làm xong thì chúng ta có thể bấm vào setting này. Chúng ta có thể chỉnh một chút nữa, ví dụ như là mình có thể chọn cái color theme, cái gọi là cái màu sắc của cái giao diện này. Chat animation là bấm vào đây thì nó sẽ, những cái nút này nó sẽ có thêm một cái hiệu ứng nữa. Đó, ok. Có thể upload audio vân vân. Đó. Đang là xong này. Sau khi mà chúng ta đã giới thiệu hết về các cái địa điểm nội mà chúng ta muốn cho người xem tham quan đến ở đây. Các thầy cô nếu như dạy các môn khác chẳng hạn như là môn sinh học chẳng hạn, thì các thầy cô có thể thay vì đưa cái bản đồ này thì các thầy cô có thể đưa ra một cái hình ảnh, ví dụ như là cơ thể người, sau đó thì đưa lên đó là các cái chú thích về từng bộ phận trên cơ thể một, đúng không? Tất cả các môn khác thì các thầy cô sẽ nghĩ xem là ví dụ như là mình dạy về vật lý chẳng hạn, mình muốn giới thiệu về cấu tạo của một cái máy, đúng không? Thì mình sẽ có một hình ảnh của một cái máy móc đó, rồi mình sẽ có đưa các cái nút này chính là các cái thông tin về từng chi tiết cấu tạo của máy. Như vậy thì rõ ràng là với phần mềm này chúng ta có thể vận dụng nó ở rất là nhiều môn học khác nhau, nếu mà các thầy cô biết cách vận dụng chúng ta có thể dùng được ở trong rất là nhiều môn học. Sau khi làm xong thì chúng ta bấm đăng. Vậy là chúng ta đã tạo ra được một cái bản đồ có thể tương tác được. Đấy. Và vậy thì sau khi làm xong cái bản đồ này thì chúng ta có thể thấy là mình có thể xem thử này. Đấy. Mình gửi, nếu mà mình gửi link cho người khác xem thì họ có thể dơ chuột lên để xem thông tin này. Để họ bấm vào đây. Và sau đây xin mời các bạn cùng xem phần giới thiệu về chợ Đồng Xuân. Đấy. Người ta xem, người ta có thể xem ảnh này. Xem ảnh có bao nhiêu ảnh nó hiển thị ở đây. Người ta có thể bấm vào đây để nghe đọc. Chợ Đồng Xuân nằm trong khu phố cổ, phía tây là phố Đồng Xuân, phía bắc là phố Hàng Khoai, phía nam là phố Cầu Đông, phía đông là ngõ chợ Đồng Xuân. Hay không mọi người? Đấy. Người ta có thể bấm vào nút này để dẫn đến một cái trang để xem thêm thông tin về chợ Đồng Xuân. Đấy, vậy thì mình sẽ muốn dẫn họ đến trang nào thì họ thì sẽ nằm ở đây. Ở Close. Đây là dạng là thông tin dạng hình ảnh và đây là thông tin dạng video. Bấm vào đây thì nó sẽ link đến cái video trên YouTube và người ta sẽ cần bấm vào đây để xem được. Mọi người có thấy cái chức năng này giống marker ở trong Storyline không ạ? Nếu ai đã tham gia khóa học thiết kế bài giảng e-learning đỉnh cao bằng Storyline của thầy Phương thì thấy rằng đây chính là cái chức năng sử dụng marker ở bên trong Storyline. Sau đó thì chúng ta bấm vào, nếu bây giờ sau khi đã làm xong cái phần hình ảnh này rồi muốn chia sẻ nó cho mọi người thì sẽ làm như thế nào? Chúng ta bấm vào Share này. Thì ở đây nó sẽ có cái phần Embed này, thì cái phần này dành cho những ai mà có website, chúng ta có thể đưa vào đây, copy cái code này để nhúng vào trong website của mình. Đấy, hoặc là nhúng vào bất kỳ một nơi nào để cho phép nhúng website, nhúng code HTML. Đây là có thể bấm vào share link. Đấy, thì chúng ta sẽ có một cái link để chia sẻ đây. Mọi người nhìn đây chính là cái link để mình chia sẻ. Mình có thể copy link và có thể gửi cho học sinh, cho các bạn ở trong lớp hay là cho những người khách hàng của mình bằng qua email, qua Facebook, Zalo, thì mình chỉ cần copy cái link này và mình gửi cho họ thì họ có thể xem được. Đấy. Rồi cũng chia sẻ này thì chúng ta có thể chia sẻ nó lên các cái mạng xã hội. Được chưa? Chúng ta có thể chia sẻ vào Team, Class, Google Classroom, Facebook, Twitter hay tất cả các ứng dụng khác, ví dụ như là Esmodo hay là trên fanpage vân vân. Đấy. Có thể chúng ta có thể download offline. Thì chúng ta sẽ upload cái tài khoản của mình lên thì sẽ upload, có thể download offline về, được chưa? Rồi. Đấy. Ở trong này thì thầy Phương muốn giới thiệu cho các thầy cô và các bạn một cái chức năng nữa, là chúng ta bấm vào chỗ setting này thì nó sẽ có cái chức năng là ở đây là nếu mà chúng ta muốn chia sẻ công khai thì chúng ta bấm vào public này thì tất cả mọi người sẽ có thể tìm và có thể truy cập được vào cái bản bài làm của chúng ta. Đấy, nếu mà muốn là unlist này thì chúng ta những người nào có link mới dùng được. Còn cái này thì chỉ có những cái bản thân mình mới xem được thôi. Và chúng ta muốn ở chế độ nào thì chúng ta đặt vào đó, đúng không? Ok, với những nội dung này chúng ta nên để public, bấm save. Đó. Và sau đó thì chúng ta chia sẻ cho mọi người của mình là tất cả bạn bè, đồng nghiệp,
học sinh, hay là đối với khách hàng, nếu các anh chị làm du lịch, chúng ta có thể giới thiệu về các cái điểm tham quan như thế này và gửi cho khách hàng để tham khảo. Và vậy thì đấy là cái chia sẻ ngày hôm nay của Thầy Phương. Và Thầy Phương hy vọng rằng là mọi người đã có thêm một công cụ hữu ích nữa để vận dụng nó ở trong công việc là dạy học cũng như là trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Đặc biệt là các bạn học sinh cũng có thể có một cái công cụ để giúp chúng ta có thể làm bài tập online để gửi cho các thầy cô, đúng không nào? Nếu mọi người thấy video này hữu ích thì hãy dành cho Thầy Phương một nút like. Nếu ai lần đầu tiên xem kênh này thì nhớ bấm vào nút đăng ký và bấm vào nút hình quả chuông để mỗi lần Thầy Phương ra video mới thì mọi người sẽ là người nhận đầu tiên nhận được. Xin chân thành cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người ở những video thú vị tiếp theo.